Đây là Wack Hotel. Đây là khách sạn của chó nha mọi người. Mọi người thấy tấm bảng ở đây không? Wack Hotel Boarding Daycare Training Grooming. Hôm nay gần freeway. Mình đi ngang qua anh đây. Mình thấy lạ quá. Mình muốn ghé vô một ly nữa thôi. Ghé vô coi đây là cái gì nha. Ta gửi chó đây nè.